Lối nhỏ vào đời, phim đề cập đến khoảng cách thế hệ lên sóng VTV. Lối nhỏ vào đời mang đến một tình bạn độc đáo. Thú vị giữa một cậu học sinh mới lớn và một bác xe ôm đã ở tuổi nghỉ hưu. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 trên VTV1 sẽ phát sóng bộ phim Lối nhỏ vào đời. Câu chuyện xoay quanh Dũng, một học sinh cấp 3 và người bạn thân ngoài 60 tuổi, ông Thành. Họ là hai người xa lạ ở hai thế hệ khác nhau. Từ mối quan hệ khách hàng, ông xe ôm dần trở thành hai người bạn đồng cảm, thấu hiểu và bên cạnh nhau bất kể lúc nào. Dũng ở với bố từ nhỏ, có đầy đủ mọi thứ ngoại trừ những bữa cơm gia đình, bởi ông Hoàng, bố Dũng quanh năm bận rộn với công việc. Còn ông Thành, một cán bộ về hưu, quyết định làm nghề xe ôm chỉ để bớt cô quạnh trong mối quan hệ lạnh nhạt với vợ chồng con trai. Hai người một già, một trẻ có điểm chung là đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Khoảng cách giữa Dũng và bố ngày càng bị nới rộng khi ông Hoàng công khai mối quan hệ với Thảo. Người phụ nữ mà Dũng không hề có thiện cảm. Hơn thế, Dũng còn bị bố hiểu lầm là có mối quan hệ mờ ám với Hoài, một cô gái có đời tư phức tạp mà Dũng vô tình quen biết ở quán game. Khiến mâu thuẫn bố con càng trở nên sâu sắc. Chính lúc này, Dũng nhận ra rằng, người duy nhất cậu có thể tâm sự, người hiểu được những tâm tư của cậu, lại chính là ông Thành, ông xe ôm luôn tỏ ra không lõi, yêu tiền, tính toán từng đồng nhưng bên trong lại là người hào phóng. Sống tình nghĩa. Ông Thành không những luôn có mặt khi Dũng cần, mà còn trở thành cầu nối, giúp bố Dũng nhận ra, công việc của người bố không chỉ đơn giản là mang lại một cuộc sống vật chất đầy đủ cho con. Lối nhỏ vào đời khai thác câu chuyện, khủng hoảng tuổi 18, dưới góc nhìn rất hiện đại, những vấn đề rất gần gũi, chân thật. Đặc biệt hơn, phim mang đến một câu chuyện về tình bạn vô cùng đặc biệt mà trước đây rất ít phim khai thác. Đây sẽ là câu chuyện vừa vui nhộn, hài hước nhưng cũng đầy ý nghĩa về tình bạn đặc biệt của cậu thanh niên 18 và ông già 60. Tình bạn bất thường giữa Dũng và ông Thành như một minh chứng rằng khác biệt thế hệ không phải là nguyên nhân của bất đồng mâu thuẫn mà là bởi chúng ta chưa dành đủ thời gian để lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Lối nhỏ vào đời là câu chuyện nhẹ nhàng không đau to búa lớn, không dạy dỗ, giáo điều mà sẽ là những mảng chuyện của những va đập tâm lý của tuổi trẻ, của cha mẹ. Bộ phim mang hơi thở của tuổi trẻ được thể hiện bởi dàn diễn viên mới mẻ, nhiệt huyết, cùng sự góp mặt của nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Thư. Diễn viên trẻ Hoàng Long rất hồi hộp khi đảm nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đồng hành với Long là diễn viên Hiệp Đỗ từng góp mặt trong những bộ phim của VFC trước đây như Chạy Trốn Thanh Xuân, Đèn Thôi Đỏ Quên Đi và diễn viên Ngọc Huyền từng tham gia phim Mặt Nạ Gương. Bộ phim còn có sự góp mặt của những gương mặt khá mới như Quỳnh Lương, Kim Oanh và sự trở lại của diễn viên MC Phan Anh sau một thời gian dài vắng bóng. Lối nhỏ vào đời là sản phẩm tiếp theo của bộ đôi đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Lê Đỗ Ngọc Linh, những người đã từng tạo tiếng vang với Ngày 11 tháng 5 ngày được các bạn khán giả trẻ vô cùng yêu mến. Bộ phim sẽ chính thức lên sóng lúc 21:00 các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 trên VTV1. Và trên đây là những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn trong video bình phim hôm nay trên kênh NV. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày. Hãy để lại những comment like để mọi người cùng tham khảo. Hãy nhấn chuông đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi có video tải lên. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video tóm tắt phim mới tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.